các chị phải có kiến thức, có kỹ năng và có ngân sách cũng như là có nhân sự. Còn về chiến lược hay là về cách làm thì thầy dạy cho, mà không biết làm nữa thì thầy chạy cho luôn, đúng không? Bởi vì các chị biết rồi, là các chị có bán được hàng thì công ty mới bán được hàng bán buôn đấy, còn mảng bán lẻ là không liên quan nhé. Bán buôn là các chị có bán được thì công ty mới bán được, đúng không hả chị Doan? Không có tình đáp Mà công ty thì giờ là đang rất là muốn các chị có thể phát triển mạnh, phát triển tốt hơn cả cái mảng các chị đang làm của riêng và cả cái mảng hợp tác cùng với công ty nữa. Và Facebook là một kênh thôi, chứ không phải là sẽ là tất cả các kênh. Thế nhưng mà riêng Facebook thì có Facebook cá nhân này, có hội nhóm này. Ngày hôm qua mình dạy ở trên cái mình dạy ở một cái lớp Facebook, mình dạy học phí, có trả phí của mình ấy. Có một chị bán đông y mà công ty của chị doanh số là 4 tỷ một tháng mà không chạy quảng cáo một xu nào. Phải nói là rất đáng sợ. Chị có một cái group là 150.000 thành viên. Cứ chỉ đăng bài lên rồi đóng hàng, đăng bài lên rồi đóng hàng. Đóng khủng khiếp. 4 tỷ doanh số thì lợi nhuận gộp của nó khoảng tầm 60 đến 70% các chị ạ. Đấy, chỉ có mất có tí tiền lương nhân viên nữa thôi. Còn chi phí bán hàng gần như bằng không. Rất là tốt. Tắt mic đi cho đỡ ồn. Chị nào nói có ý kiến thì để nói. À, từ hôm nọ là chưa tặng được cái voucher nào đâu. Nên là cố gắng mà đặt câu hỏi mới trả lời tích cực lên cái để còn tặng, không sao lại lại trách thầy là thầy cứ toàn thầy thần treo thưởng xong thầy không chịu tặng. Thấy thầy không không hỏi thì giơ tay đặt câu hỏi, câu hỏi hay cũng có tiền, cho nó tích cực lên có bao nhiêu voucher chị Nga, chị cho mấy triệu voucher mà chưa tặng được cái nào, phí quá. Rồi bước tiếp theo là các chị chọn tương tác cho tôi và chọn tương tác bài viết, được chưa ạ? Rồi chọn tương tác và chọn tương tác. Buổi hôm trước là đã dạy nhưng mà bắt mọi người tự làm. Buổi hôm nay là tôi hướng dẫn từng bước lại để đảm bảo là các chị làm đúng, làm đủ và làm chuẩn theo ý tôi. Hiểu không? Bình thường nhá, bình thường các lớp khác là thầy dạy trước và trò làm sau. Nhưng mà tôi dạy là trò làm trước xong thầy mới dạy làm sau. À, đúng không ạ? Và rất nhiều anh chị là làm đúng rồi, làm được rồi, khoe là em chạy quảng cáo cũng có tin tương tác rồi, cũng có tin nhắn rồi, nhưng mà chưa có đơn. Rồi không sao, chưa có đơn bây giờ không sao cả, bởi vì nói thật với mọi người là tầm này cả nước đang chống dịch nên là chưa có đơn không sao cả. Một tuần nay là thầy chưa ra khỏi cửa, chưa ra khỏi cửa nhà và không có nhu cầu mua gì cả. Đấy, cho nên ý là không có đơn là không sao, chưa có nhu cầu mua. Các cái nút thử nghiệm A trên B rồi tứ hóa ngân sách chiến dịch các chị có thể bật nhá, các chị có thể bật để Facebook nó tối ưu cho mình hơn. Các chị vào trình duyệt web của mình, các chị có nhìn thấy những cái nút này không ạ? Có đúng không, trên trình quản lý quảng cáo không, trên điện thoại không có đâu chị Doan, đừng có mò, trên trên máy tính mới có, trên máy tính mới có nhá. Rồi tiếp tục. Đấy, chúng ta sẽ đặt tên nhóm. Ví dụ đặt tên nhóm chúng ta đặt là MV tháng 8 hay là MV bộ sưu tập mới hay là Baza bộ sưu tập tháng 8 hay là Baza váy hay là Baza quần. Ok, chúng ta chỉ đặt cái tên để chúng ta phân biệt giữa các chiến dịch mà chúng ta đặt. Bởi vì chúng ta có thể đặt nhiều chiến dịch cùng một lúc, đặt nhiều nhóm chiến dịch cùng một lúc. Các chị hiểu không ạ? Chị Doan, chị Quỳnh có hiểu không ạ? Chúng ta đặt nhiều chiến dịch quảng cáo cùng một lúc được, chứ không phải là chỉ chạy một chiến dịch duy nhất. Thí dụ như là công ty của bên thầy ấy, là một ngày mà chạy 30 triệu tiền quảng cáo thì các chị nghĩ là phải chạy một bài hay là chạy nhiều bài? Phải chạy nhiều bài. Có thể là cái bài cái áo này, nhưng mà ngày mai lại có cái bài cái quần, ngày kia là cái bài cái váy. Đấy, và những mẫu nào bán chạy thì lại nhặt riêng ra tạo bài riêng chạy. Có rất nhiều chiến lược, có nhiều cách thức để chạy, còn chạy chỉ là cái động tác để mà đưa quảng cáo lên. Bởi vì bazaar là ra hàng liên tục, đúng không ạ? Có thể đang bán tốt cái bộ
siêu đấy thì mình có thể chạy bộ siêu, có thể là bán tốt cái bộ váy thì ta lại chạy bộ váy. Có người chạy cả album nhiều sản phẩm, nhưng có người chỉ chạy một sản phẩm đấy. Có người chạy bộ sưu tập, nhưng mà cũng có người là cứ mẫu nào ra thì chạy bán lẻ cũng được. Thì các chị làm việc với bên Baza nó rất là hay ở cái chỗ là nếu như mẫu bán chạy các chị có thể tái sản xuất, nên là cái rủi ro về kinh doanh online của các chị thấp hơn rất nhiều. Mình sẽ bày cho các chị một cái mẹo là những cái mẫu nào bán chạy ấy, chẳng hạn như là các shop nó đã chạy rồi mà bán được ấy, thì các chị căn cứ vào đấy các chị đặt hàng 50, 100, 200 hàng, sau đó các chị vã quảng cáo các chị chạy. Và để giảm rủi ro ấy, thì các chị có thể đặt một cái số lượng thấp trước, 30, 50 đặt, xong nó chạy. Chạy xong thấy tín hiệu tốt mình đặt tiếp, còn không thì thôi, mình bán hết chỗ đấy là thôi. Đấy là những cái nó an toàn hơn những cái hãng khác mà mình phải nhập về và sau đó mình không chạy, mình ngồi đấy đợi hàng, nó đẩy hàng tồn, nó rất là mệt đúng không? Tiền nó quay vòng nhanh mà tiền nó về nhanh, nó sướng. Có hiểu không ạ? Mọi người có hiểu cái cách mà tôi đang tư vấn và hướng dẫn cho các chị là chạy test, tức là chạy thử nghiệm rồi mới đặt hàng không ạ? Em hiểu ạ. Baza ra hàng. Baza ra hàng, Baza chụp ảnh rất đẹp. Thế thì lấy cái ảnh đấy cộng với lại đặt một đơn tối thiểu. Ví dụ như là về 10, 20 hàng thì tôi nghĩ không chết ai cả. Hiểu ý tôi không? Thế, nhập về xong bắt đầu cầm hàng chạy. Chạy một ngân sách nhỏ, 1, 2, 300 ngàn thử nghiệm vài ngày. 2, 3 ngày thấy nó tốt, phát là vã ngân sách cao lên. Xong đó đồng thời đặt sản xuất bên kia hoặc là nhập ngay. Nếu còn hàng thì nhập luôn. Nếu không còn thì đặt tái sản xuất. Đấy. Thì cái phương pháp đấy là phương pháp an toàn nhất cho các chị. Nhưng đổi lại thì Baza cũng khá là mệt. Và đôi khi các chị bán chạy quá thì không có kịp hàng. Thì chấp nhận thôi. Nếu các chị mà muốn chủ động mà chơi tay to, chơi máu lửa, ví dụ như là các chị nhìn thấy một mẫu nào và theo cái mắt nhìn của mình ấy, thế là mẫu đấy tốt, đúng không? Chơi luôn 300, 500 luôn. Thế nhưng mà không dám chơi như thế, lại sợ là bây giờ nếu em không bán được thì sao? Đừng sợ, không bán được mình có thể chạy một tháng sau mình chạy bán hoa, mình live stream, mình chăm lại khách cũ, là ra mẫu mới đây này nhưng mà mình chăm lại khách cũ, mỗi người ủng hộ cho mình một hai hàng là mình cũng ok. Đấy, và làm ăn thì chúng ta cũng nên có một, nhưng có những thời điểm chúng ta cần phải chặt chẽ, nhưng cũng có những thời điểm chúng ta cần phải phiêu lưu một chút, đúng không? Ví dụ như chúng ta ra 300 hàng thì đơn giá nó sẽ rẻ và chúng ta được lời nhiều, nhưng mà chúng ta nhặt 30 hàng thì rõ ràng là cái đơn giá nó sẽ cao hơn và chúng ta được lời ít hơn. Rồi tiếp tục nhá. Đấy, sau đó thì chúng ta đặt ngân sách chạy. Ngân sách của các chị hiện nay mới chạy quảng cáo nhá. Ở đây trừ có hai chị là chị Nhung với này chị Hải Ánh thì là chị chạy ngân sách rất là cao rồi, một ngày chị đặt 5 triệu, 10 triệu được. Còn các chị mới là không được đặt ngân sách cao. Đặt ngân sách nhỏ 1, 2, 300 nghìn để nó tăng lên từ từ. Đặt ngân sách cao là tài khoản bị khóa ngay. Đấy. Đặt ngân sách cao là tài khoản bị khóa đấy. Rồi xong đó các chị đặt lịch chạy. Đặt lịch chạy thì bao giờ cũng lịch là bắt đầu từ hôm nay đấy, cho đến cái ngày mà chị mong muốn. Ví dụ như là 3 ngày hay 5 ngày, ví dụ thế. Đấy, nha, mình có thể đặt ngân sách lớn, nhỏ là do mình quyết định, chứ không phải là do thầy. Mình cảm nhận là bán tốt hay không, mình sẽ đặt. Hoặc là cái lượng hàng mình nhập về nhiều hay ít. Thông thường, ví dụ như là, như bạn Hải Ánh chẳng hạn, thì một ngày bây giờ bạn ấy chạy khoảng độ 2 triệu một ngày, tương đương với khoảng dao động từ 50 đến 60 triệu một tháng. Nhưng mà doanh số bán hàng rất là tốt. Mình không tiết lộ doanh số thực tế của bạn ấy, nhưng mà doanh số mà bạn nhập hàng của công ty rất là tốt. Thì bây giờ ví dụ như là nhân lên độ
200% thì sẽ ra doanh số bán hàng của bạn ấy. Và tỷ lệ doanh thu trên chi phí quảng cáo của bạn ấy cũng rất là ok, vẫn có lợi nhuận. Dịch giã thì cũng có ảnh hưởng, nhưng mà cơ bản là vẫn bán được online rất nhiều. Rồi. Và nguyên tắc của Facebook là ngân sách sẽ luôn luôn trừ theo ngày. Cứ hết 24 giờ nó lại trừ tiền một lần, cứ hết 24 giờ nó trừ tiền một lần. Và trong thẻ chạy của mình là luôn phải có tài khoản, phải có tiền. Nhá. Ví dụ như các chị chạy 1 triệu một ngày, chạy 3 ngày thì trong thẻ phải có dư trên 3 triệu ra để nó còn trừ. Nó trừ không được thì nó sẽ dừng quảng cáo. Mà nó dừng quảng cáo thì quảng cáo đang hiệu quả, nó dừng thì bực mình, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp tục. Phần đối tượng tức là cái phần mà chúng ta sẽ định chạy quảng cáo, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vị trí ở một số tỉnh thành hoặc là Việt Nam. Tuổi, chúng ta chọn là tuổi từ khoảng độ 22, 24 hoặc 25 trở lên. Nhá. Thậm chí có người chạy từ 30 trở lên, tùy do các bạn quyết định. Chọn tuổi càng thấp thì cái số lượng người xem càng lớn. Chọn tuổi cao hơn thì cái số lượng người xem nó thấp đi. Đấy. Thế nhưng mà mức độ chính xác của nó cao hơn. Chẳng hạn như các chị có thể chạy cái sản phẩm này tuổi từ 25 đến 50, ok. Hoặc là từ 28 đến 45 cũng ok. Thậm chí là từ 20 cho đến 55 cũng ok. Thầy ơi, em hỏi chút là ví dụ như là em thì em muốn, không phải là em muốn mà em đang hỏi một cái như này. Tệp càng rộng thì chúng ta có khả năng tiếp xúc khách hàng càng cao, hay là chúng ta thu gọn tệp của chúng ta lại để biết chính xác chân dung khách hàng hơn? Thực ra thì cũng không có cái công thức chung nào cho việc chạy tệp rộng hay là chạy tệp hẹp. Mà nguyên tắc khi mà chạy quảng cáo ấy, thì chúng ta sẽ đo lường bằng một cái chỉ số, đấy là hiệu suất trên doanh thu. Hiệu suất trên doanh thu, nếu như mà chúng ta chạy rộng mà chúng ta ra nhiều tin nhắn và chốt được thì cái chi phí trên doanh thu nó thấp, hoặc là doanh thu cao thì chúng ta chuyển đổi tốt thì chúng ta vẫn cứ chạy. Còn nếu chúng ta để hẹp mà chạy nó không ra đơn hoặc là nó chuyển đổi thấp thì chúng ta cũng không nên. Thế thì đi vào cái câu hỏi của Nhung ấy, đấy là nên chạy rộng hay chạy hẹp, thực ra là nó không có công thức. Em phải thử. Và thứ hai nữa là phụ thuộc vào ngân sách em chạy. Nếu mà ngân sách nhỏ thì kinh nghiệm là nên chạy nó chuẩn một chút, tức là nó hẹp, nó chính xác. Còn ngân sách lớn thì nên chạy rộng một chút. Nhưng thực ra hiện nay số lượng người ở Việt Nam sử dụng Facebook nó quá lớn, cho nên kể cả chạy hẹp thì nó cũng phải vài trăm nghìn đến cả triệu người rồi. Nên hẹp cũng không phải là hẹp lắm đâu. Còn thí dụ như là chẳng hạn như bạn Hải Ánh, bạn chọn khoảng độ 20 tỉnh, xong rồi chọn sở thích thời trang công sở nữ, rồi mua bán quần áo kiểu thế, thì nó cũng lên đến cả chục triệu rồi.